Hội xuân năm nay được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Lễ khai hội xuân Yên Tử sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão tại trung tâm tổ chức lễ hội Cung Trúc Lâm thành phố Uông Bí với đầy đủ các nghi thức, văn nghệ, chào cờ, chúc phúc đầu xuân, gióng trống, thỉnh chuông, cầu quốc thái dân an và đặc biệt nghi thức truyền thống đóng dấu thiêng Yên Tử. Năm nay ban tổ chức những cái chương trình là phục vụ cho du khách Phật tử hành hương về lễ Phật ban đêm tại Yên Tử, duy trì từ 7 giờ tối cho đến tận 1-2 giờ sáng. Còn những ngày lễ quan trọng thì ví dụ như ngày mùng 9, mùng 10 khai hội, ngày 14 ngày rằm, hoặc là những ngày lễ lớn tại Yên Tử thì đi xuyên đêm luôn. Như chúng ta biết đấy, đi lễ Yên Tử ban đêm thì có một cái thú tuyệt vời. Thứ nhất là rất tĩnh lặng, mình được thả cái hồn thân tâm mình cùng với đất trời Phật Thánh linh thiêng tại Yên Tử. Cùng với các nghi lễ Phật giáo thì phần hội Yên Tử năm nay cũng rộn ràng trở lại với các chương trình hoa đăng cầu an, hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, trò chơi dân gian, hỗ trợ xuân làng nương, làng mộ. Một điểm nóng được nhiều báo chí quan tâm sau khi Trung Quốc và một số nước mở cửa du lịch trở lại là công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho lễ hội, cũng nhận được câu trả lời đầy đủ, thể hiện tâm thế sẵn sàng, chủ động phòng chống dịch. Về công tác phòng chống dịch, kể cả là đón du khách trong nước cũng như là khách nước ngoài và cái người Trung Quốc hoặc là người Việt Nam từ Trung Quốc trở về thì công tác kiểm soát dịch vẫn là một trong những việc mà được quan tâm. Chúng tôi cũng đã giao cho Trung tâm Y tế của thành phố ký hợp đồng phối hợp trực tiếp với lại Ban Quản lý Di tích Danh thắng rừng quốc gia Yên Tử, rồi đối với lại Công ty Cổ phần Phát triển Thung Lâm là đặt các cái trạm y tế lưu động tại các cái điểm vừa phục vụ công tác phòng chống dịch vừa phải triển khai các cái biện pháp y tế để đảm bảo an toàn cho du khách. Với sự trở lại đầy đủ cả phần lễ và phần hội cùng công tác an toàn, an ninh, hứa hẹn Xuân Yên Tử 2023 trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo du khách, góp phần vừa bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, vừa thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.